giặc Pháp và tay sai điên cuồng càn quét. Các tiểu đoàn biệt kích vượt sông Đà đóng ở Bản Mớn. Bọn phìa tạo khủng bố ở Đà Giang, Phú Cường. Quân ta như cơn lốc quét sạch địch ở La Phút. Ngày 22, ta đánh tan địch trên đường Độc Đạo bờ sông Đà. Đêm 23 tháng 10 năm 1952, các cánh quân đồng loạt tiến công phá tan cứ điểm Bát Ma, chọc thủng phòng tuyến sông Đà. Ngày 24 tháng 10 năm 1952, Quỳnh Nhai hoàn toàn giải phóng. Cả đoàn quân tiến về huyện Lỵ, cả đoàn dân reo mừng với cờ hoa. Lễ hội mừng quê hương giải phóng âm vang, lời ca chiến thắng vang vọng khắp sông Đà. Rôn mừng chiên xưa kia chỉ là một vụ, người dân chưa hết tháng đã hết thóc ăn, đến nay đã phục hóa đưa sống mới, vận động Bản Mường trồng vụ chiêm.
Phù Chiêm đã trở thành mùa vàng no ấm, trở thành cuộc sống của cách mạng xanh của Quỳnh Nhai. Dù muôn vàn gian khó, người Quỳnh Nhai vẫn hăng hái xây dựng công trường, khai phá mỏ than, làm giàu cho quê hương đất nước. Đầu những năm 60, mỗi năm Quỳnh Nhai khai thác được 2.000 tấn than. Rừng Quỳnh Nhai mới lên xanh, cánh đồng Mường Rôn Mường Chiêng mới bừng lên màu vàng no ấm được hơn chục năm. Cả Quỳnh Nhai lại bước vào trận chiến đấu mới. Ngày 23 tháng 7 năm 1965, máy bay Mỹ bắn phá dọc sông Đà. Ngày 15 tháng 9 năm 1965, giặc Mỹ thả bom ở Trường Ơn. Cả Quỳnh Nhai nổi lửa phòng không, trai gái Quỳnh Nhai nhắm thẳng quân thù bắn. Vừa đánh trả máy bay giặc Mỹ, các cô gái chàng trai Quỳnh Nhai lại nô nức lên đường chi viện cho đất nước Lào anh em. Hàng trăm người con Quỳnh Nhai đã vượt Trường Sơn đi đánh Mỹ. Vì nước bạn, thanh niên xung phong lên đường. Vì chiến trường, hàng nghìn người dân chi viện. Trong chiến thắng ở Tây Nguyên, Long Chèm, cánh Đồng Chung đều âm vang chiến công của người Quỳnh Nhai. Trong 60 năm chiến đấu hào hùng bảo vệ quê hương, chi viện các chiến trường, Quỳnh Nhai đã có 245 người con anh dũng hy sinh. Tất cả chúng ta hãy đứng lên,
dành một phút tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ Quỳnh Nhai. Công sức máu xương của quân dân Quỳnh Nhai đã dựng lên biểu tượng anh hùng. Huyện Quỳnh Nhai là đơn vị anh hùng lực lượng vũ trang. Đất nước đã thanh bình, làng quê đều âm vang câu khắp điệu xòe. Nhưng chúng ta không bao giờ quên những anh hùng đã hy sinh về Tổ quốc. Không bao giờ quên, không bao giờ quên. Chương 4. Nhịp sống mới. Đầu thế kỷ 21, cả Quỳnh Nhai trở thành công trường dựng xây thủy điện. Vì dòng điện ngày mai, vì tương lai của nền công nghiệp hóa, cả Quỳnh Nhai dũng cảm hy sinh, di chuyển dân cư, thắp nguồn sáng mới. Năm 2010, toàn huyện đã di chuyển 8.435 hộ dân với gần 40.000 nhân khẩu ở 9 xã và 99 bản. Dù gian khó,
Dù chia ly, người dân Quỳnh Nhai vẫn ngẩng cao đầu tạm biệt quê hương cũ, đến ở nơi mới.